đi về hướng hòa bình và hãy biết ơn để có đời sống tốt đẹp hơn. Chủ tịch tập ngày càng bức xúc về chiến tranh, bằng cách nào đó dạo này ông ấy thích hòa bình hơn, như lần rồi, ông thậm chí còn yêu cầu Putin viết ra là cuộc chiến sẽ kết thúc khi nào và bằng cách nào. Dạ đúng ạ. Bức xúc. Dạ đúng. Qua đó quý vị có thể thấy, Chủ tịch tập thực sự là một người có nội tâm ôn hòa. Đó là phẩm chất của ông. Dạ. Quý vị có thể thấy rất rõ, vì thông thường Nga là đồng minh của Trung Quốc, nhưng Điện Kremlin lại đi theo hướng ngược lại với hòa bình. Cho nên gã này, Putin, gã không phải là con người. Thiên đàng đã nói với tôi như vậy, gã không phải là con người. Dạ không, không thể là con người. Quý vị có thể thấy, bởi vì con người không làm mấy chuyện như vậy. Tôi nói ông ta bị quỷ nhập là kẻ tà ác, là một ác quỷ ông ta bán linh hồn cho quỷ dữ rồi ông ta không thể để người ta yên và để họ cảm thấy an bình hoặc để họ có đất nước riêng của họ để làm kinh doanh riêng của họ dạ thưa sư phụ dường như có sự hung hãn như thế trong ông ta ông boris johnson có trở lại làm thủ tướng hay không đó là tùy vào đảng của ông và công dân anh quốc dạ đúng vậy hoặc tùy vào nghiệp của họ không biết họ có đủ tốt để ông trở lại hay không. Dạ, đúng vậy. Họ mất mát, chứ ông không mất. Một vị thủ tướng bị sa thải và nhiều người từ chức chỉ vì miếng bánh sinh nhật. Trời ơi, không có tình nhân đạo cho các quan chức chính phủ hay sao vậy? Xin mời quý vị xem tiếp để tìm hiểu thêm. Vào thứ hai, Ngày 16 tháng 1 năm 2023, trong một cuộc điện đàm liên quan đến công việc với một thành viên đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hùng Chay, Vô Vàng Từ Bi, trong khi vẫn đang thiền bế quan để thăng hoa thế giới đã ân cần làm sáng tỏ một vài tin tức gần đây đến từ Trung Quốc, Vương quốc Anh và nhiều hơn nữa. Kính chào Sư Phụ, chào sư phụ khỏe không ạ à? mọi chuyện ổn chứ ạ à? cảm ơn anh hỏi thăm cảm ơn anh quan tâm đôi khi tôi không chắc có ổn không ôi và đôi khi chỉ bị áp đảo quá thôi nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc biết làm gì biết làm sao đây không chỉ là công việc thôi mà còn cảm giác trách nhiệm nữa quá nhiều đau khổ trên thế giới quá nhiều đau khổ quá nhiều thống khổ con người và người thân động vật quá nhiều đau khổ và tôi không biết làm sao để trốn khỏi cảm giác đó từ họ dạ đúng ôi sư phụ chiến tranh ở đây chiến tranh ở đó chiến tranh khắp nơi dạ đúng vậy gần đây tôi đọc một số tin và tôi cũng cảm thấy có lúc vui có lúc buồn tùy theo quý vị có đọc tin gì ảnh hưởng đến quý vị không dạ có một vài tin mà con đã đọc và xin được báo cáo Ví dụ, Chủ tịch Tập đang tránh xa Putin và cuộc chiến của ông ta. Các quan chức Trung Quốc nói rằng Putin bị điên và Trung Quốc hiện tin rằng Nga sẽ thua ở Ukraine, Ukraine và trở thành một lực lượng nhỏ. Chà, dạ, Chủ tịch Tập ngày càng bức xúc về chiến tranh bằng cách nào đó. Dạo này ông ấy ủng hộ hòa bình hơn. Như lần rồi, ông thậm chí còn yêu cầu Putin viết ra là cuộc chiến sẽ kết thúc khi nào và bằng cách nào. Dạ, đúng ạ. À. Bức xúc Dạ đúng. Qua đó quý vị có thể thấy, chủ tịch Tập thực sự là một người có nội tâm ôn hòa, đó là phẩm chất của ông. Dạ. Quý vị có thể thấy rất rõ, vì thông thường Nga là đồng minh của Trung Quốc, nhưng Điện Kremlin lại đi theo hướng ngược lại với hòa bình. Dạ đúng vậy, vâng. Và bất cứ gì gây chiến tranh, gây đau khổ, tàn bạo và tội ác chiến tranh như thế thì đi ngược lại cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản. Dạ. Chủ nghĩa cộng sản vốn là cố gắng làm cho mọi người hạnh phúc, đặc biệt là những nạn nhân, những người nghèo khổ. Dạ đúng, dạ. Còn Điện Kremlin dưới quyền Putin đang làm tất cả những điều ngược lại, áp bức phụ nữ và trẻ em đáng thương không có khả năng tự vệ, rồi hãm hiếp họ và đủ thứ, còn cướp đồ đạc của họ nữa. Dạ. Cướp mùa màng của họ và đủ thứ cả, dội bơm họ vào mùa đông để họ lạnh cống. Nga muốn họ chết cống như thế, điều này hết sức vô nhân đạo. Vâng, đúng, thật kinh khủng. Ôi trời ơi! Đài truyền hình BBC News tại Anh Quốc đưa tin ngày 18 tháng 11 năm 2022. Làn sóng tấn công bằng tên lửa hôm qua đã gây thêm thiệt hại cho lưới điện mà đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công trước đó của Nga. Phản ứng chiến lược mới của Nga đối với những tổn thất trên chiến trường là nhắm mục tiêu vào khí đốt, nước và trên hết là cơ sở hạ tầng điện với ý đồ gây hại cho hàng triệu người Ukraine, Ukraine khi cái lạnh mùa đông bắt đầu làm bút giá. Đài truyền hình Sky News tại Anh Quốc đưa tin ngày 1 tháng 12 năm 2022. Đây là một phần của lưới điện đã bị tấn công trong nhiều đợt không kích kể từ tháng 10 mục đích của nga dường như cố làm cho người Ukraine, Ukraine cống lạnh để phải khuất phục. họ muốn như vậy đó. nga muốn làm cho mọi người chết hoặc chạy trốn để họ có thể lấy đất đai. nhưng họ giết mọi người để làm gì? rồi sau đó họ sẽ cai trị ai? chính xác ạ. À. nếu bọn họ không có công dân nào thì bọn họ trở thành vua hoặc tổng thống để làm gì? của ai? dạ thật vậy cho dù chiếm được thành phố làng mạc của người ta làm sao bọn họ cảm thấy hài lòng chứ dạ chính xác cho nên gã này gã không phải là con người thiên đàng đã nói với tôi như vậy gã không phải là con người dạ không không thể là con người quý vị có thể thấy bởi vì con người không làm mấy chuyện như vậy vâng đúng vậy thật vậy ngay cả người thân thú hung dữ cũng chỉ giết một hai bạn thú khác khi họ thật sự đói và đó chỉ là công việc của họ mà thôi. Họ không phải cứ giết bất cứ ai hoặc bất cứ lúc nào hàng loạt như thế mà không có lý do gì hết. Dạ, điều này quá sức tà ác và điều đó khiến tôi đau khổ vô cùng. Vì trong chiến tranh, mọi người đều sợ hãi và năng lượng sợ hãi này cũng đang quấy rầy tôi. Quý vị hiểu điều đó không? Dạ, con hiểu, con có thể tưởng tượng. Tôi rất nhạy cảm với môi trường hoặc với từ trường và sự đau khổ của họ khiến tôi đau khổ nỗi sợ hãi của họ khiến tôi sợ hãi dạ, sư phụ. rồi nhờ vào mấy cuộc chiến này và thiếu lương thực năng lượng mà nhiều người chết ngay cả ở những quốc gia hòa bình chết vì đói chết vì lạnh vì không đủ tiền mua giá cả tăng vuông vụt khắp nơi dạ. do sự thiếu hụt vì chiến tranh thậm chí một vài nơi ở anh quốc một số người không đủ khả năng trả tiền điện và họ phải lựa chọn giữa sưởi hay là ăn. Ồ, vâng. Tôi đã đọc tin đó và tôi đã đọc ở đâu đó có tin rằng một phụ nữ cô đã khóc hết nước mắt vì cô cần 10 bản anh để trả tiền điện. Không thì họ sẽ cúp điện. Chào ôi. Tôi không biết làm sao để giúp cô. Tôi rất muốn giúp cô ấy. Ôi chào. Tôi không biết làm thế nào. Không biết làm sao. Tôi chỉ có một mình và không giỏi với mấy chuyện này. Làm sao để tìm ra mọi thứ và tôi cũng đã quá sức bận rộn cả trong lẫn ngoài rồi. Ước gì tôi có thể giúp cô ấy, tôi hy vọng. Bởi vì tin đó đã đưa lên báo chí nên có lẽ người dân xung quanh sẽ giúp cô ấy. Thông thường người ta sẽ giúp. Dạ, thưa sư phụ. Họ cũng có ngân hàng thực phẩm và này nọ. Thậm chí ngày nay có nhiều người dùng ngân hàng thực phẩm hơn là trước khi có chiến tranh không còn bình thường nữa. Và vì chiến tranh, công việc của chúng ta phần nào cũng bị phiền nhiễu và gặp khó khăn. Dạ phải. Và tôi trở thành như vô gia cư. Ôi sư phụ. Vì tôi cứ phải chạy. Chào ơi. Thực ra không chạy, nhưng tôi phải tự bảo vệ mình và bảo vệ tất cả nhân viên theo những cách khác nhau. Bởi vì cách chúng ta làm việc, những gì chúng ta làm. Dạ sư phụ. Không phải như nếu quý vị muốn giúp con người và nói sự thật thì con người sẽ thích thương yêu và làm theo lời khuyên của quý vị không phải như thế đâu nếu không họ đã chặn đóng đinh chúa giêsu hoặc muốn ám sát đức phật và nhiều vị minh sư khác dạ. một cách khủng khiếp một cách tàn nhẫn kinh hoàng dạ. tôi tự hỏi tại sao có minh sư nào mà vẫn xuống thế giới này để cố gắng giúp con người tôi tự hỏi tại sao có minh sư nào lại muốn làm loại việc này tự chuốc họa vào thân, tự khiến Ngài mang nhục và đủ loại vu an giá hòa cho chính Ngài. Thế giới này không đơn giản. Dạ không. Thế giới là để giết chóc, hoặc họ nói họ giết vì họ là những kẻ phát xít hay bất cứ gì, hoặc họ giết Chúa vì Chúa Giêsu đã dạy những điều tốt, dù cách nào chăng nữa. Mình làm điều xấu, họ giết mình, hoặc họ vu oan nói rằng mình xấu, rồi họ có thể giết mình. Rồi nếu mình làm điều tốt, nói điều tốt và rõ ràng tất cả điều tốt thì họ cũng giết mình. Dạ. Thế giới này rất nguy hiểm và tôi không biết tại sao có minh sư nào thậm chí đi xuống hoặc sẽ xuống lần nữa. Tôi không hiểu tại sao người ta vẫn muốn gây chiến tranh thay vì chỉ biết ơn để có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống tiện nghi hơn và hiện đại hơn để tận hưởng. Vâng, đúng vậy tôi không hiểu tại sao tất nhiên quý vị có thể đổ lỗi cho nghiệp chướng của thế giới cộng nghiệp và đổ lỗi những người đang bán linh hồn của họ cho quỷ dữ và làm tổn thương đồng bào của thế giới dạ. quý vị chỉ có thể đổ lỗi tất cả những điều đó chỉ có ác quỷ mới thúc đẩy con người bất kỳ người nào hoặc tối thiểu thúc đẩy cơ thể con người và tâm trí con người làm điều đó dạ, đúng vậy họ đã bán linh hồn họ cho quỷ dữ nếu không, họ không thể làm như vậy. Như Putin không thể, không ai có thể làm như thế. Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp và đồng minh của ông ta bây giờ cũng quay lưng lại với ông ta. Dạ. Quay lưng lại với tất cả những kẻ lãnh đạo tàn bạo này hoặc những kẻ kích động chiến tranh này. Dạ. Ôi trời ơi, quá sức tưởng tượng. Đã là thế kỷ 21, quá nhiều minh sư đến rồi đi. Và ngày nay có quá nhiều thứ xa hoa để sống, thế mà vẫn gây chiến và khiến con người đau khổ như vậy. Dạ, thật không thể tin được. Đài truyền hình ABC News tại Hoa Kỳ đưa tin ngày 16 tháng 1 năm 2023. Số tử vong tăng lên tối thiểu 29 người trong một ngày sau khi một tên lửa của Nga phá hủy tòa nhà chung cư 72 căn hộ ở Dnipro. Các quan chức cho biết ít nhất 40 người vẫn mất tích. Vụ nổ khiến sân trong của khu phức hợp lỗ chỗ như cảnh mặt trăng tận thế. Những ai sống sót gào thét trong kinh hoàng. Tối nay, từ đống bê tông đổ vỡ và đang cháy âm ỉ đó, những người cứu hộ đã kéo ra một phép lạ con người. Những người Ukraine dư đó thận trọng bế ấm người phụ nữ đó. Cô ấy đang được nẹp cổ và thân nhiệt hạ sau hơn 20 giờ bị lạnh, nhưng vẫn còn sống. Tối nay, chúng tôi được biết rằng người phụ nữ trẻ này được chụp trong hình ảnh đó, đang ngồi trên một gờ bê tông, tay nắm chặt điện thoại, đang bình phục trong bệnh viện, chỉ để biết rằng cha mẹ của cô đều chết trong vụ nổ. Và thậm chí còn cướp đi trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, các em bé, con cái của họ và phụ nữ của họ, công nhân của họ, bọn họ cứ bắt cóc người ta và mang về Nga. Chào ơi, Đài truyền hình Sky News tại Anh Quốc đưa tin ngày 22 tháng 12 năm 2022. Chúng tôi đã đi điều tra những cáo buộc rằng quân Nga đã bắt nhiều trẻ rất nhỏ từ trại mồ côi ở trung tâm khe sân này. Natalia, sống cạnh đó cho biết cô đã chứng kiến những đứa trẻ chỉ mới 3, 4 và 5 tuổi bị quân đội Nga bắt đi. Bà Natalia Kadyrova, người dân tại Kherson, Ukraine, hoặc Uren. Dĩ nhiên là tôi lo lắng cho các bé. Các bé là những trẻ nhỏ, là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng tôi không biết các bé đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với các bé, hoặc các bé đã bị đưa đi đâu. Chính quyền Ukraine cho biết người Nga đã bắt 48 trẻ mồ côi từ 3 đến 5 tuổi từ đây đi. Họ nói rằng 13.000 trẻ em đã bị Nga lưu đầy hoặc bắt cóc trong cuộc chiến chỉ một vài em đã tìm cách trở về. Trong số đó có Vlad, 14 tuổi, nói rằng người Nga đã cố nhồi sọ những trẻ em Ukraine mà họ đã bắt đi. Vlad, người dân tại Kherson, Ukraine hoặc Ukraine. Họ nói người Ukraine là quốc xã. Họ nói Kherson là của Nga, Crimea là của Nga. Cháu bắt đầu hơi sợ vì cháu muốn về nhà và cháu không muốn ở lại đó. Các quan chức Ukraine cho biết 97 trẻ mồ côi đã bị người Nga bắt đi chỉ riêng từ vùng khe Sơn. Tại sao ông ta không mang những kẻ gọi là thân Nga đi, đem họ về đó, cho họ một mảnh đất ở đâu đó, phong cho họ làm vua hoặc tổng thống ly khai hoặc bất cứ gì, ai bận tâm, nước Nga lớn mà. Dạ. Tại sao lại đặt những kẻ thân Nga vào Ukraine, Ukraine và biến nơi đó thành một quốc gia riêng biệt, ly khai quốc gia của chính họ? tại sao lại chia sẻ dân chúng và chia cắt đất nước của họ như vậy ông ta có một quốc gia to lớn mà nước nga sồng lớn tại sao ông ta không làm thế tại sao lại đến cướp đi công dân và thành phố của đất nước họ và làm đổ quá nhiều máu như thế để làm gì không vì vì cả nếu putin sống đời đời có lẽ quý vị có thể nói ồ phải tại sao không nhưng không ai sống mãi mãi trong cuộc đời ngắn ngủi như thế. Tại sao không tận hưởng những gì mình có? Dạ, chính xác. Hãy đi du lịch, đi gặp tất cả các tổng thống, đi xem các quốc gia khác, những nơi chốn đẹp đẽ và tận hưởng tiền bạc và sự xa hoa của mình. Người ta cung cấp cho ông rất nhiều. Ông có tất cả mọi thứ mình muốn, bất cứ thứ gì. Tại sao làm cho đời người khác đau khổ và đời của mình cũng rủi ro so và khốn đốn? Dạ, chính xác. Trừ khi thực sự như các quan chức Trung Quốc và chủ tịch tập nói rằng Putin thực sự điên loạn, thích bạo lực. Dạ, chính xác. Nhưng tôi nói ông ta bị quỷ nhập, là kẻ tà ác, là một ác quỷ, ông ta bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Chắc rồi ạ. À. Một số người làm vậy để trở nên giàu có hay bất cứ gì, hoặc để khỏe mạnh, nhưng họ sai lầm. Ma quỷ không thể làm bất cứ gì cho quý vị. Nó hứa và nó có thể làm vài thứ cho quý vị, nhưng dù sao quý vị cũng không thể sống mãi và quý vị phải trả lại bất cứ thứ gì quý vị nhận được từ nó. Dạ. Và quý vị phải trả lại bất cứ thứ gì quý vị nhận được từ nó. Dạ. Hãy nhớ câu chuyện tôi đã kể với quý vị nghe về ca sĩ mà nói rằng ông ta thờ quỷ Satan, Ozzy Osbourne. Ồ vâng. Ông ta nói vì ông ta thờ quỷ tăng nên ông ta không bị nhiễm COVID. Ồ, ông ta đã bị nhiễm nhanh chóng. Dạ chính xác. Sau đó vợ ông ta và gia đình cũng bị nhiễm chẳng hạn. Dạ. Và gần đây, trước đó tôi nghe nói rằng anh ta ốm yếu, ốm nặng hoặc bị gì đó tương tự. Chào ơi. Tôi nghĩ tôi đã đọc trên bản tin, có lẽ vậy. Quý vị phải tin vào chính mình rằng quý vị có thượng đế bên trong, quý vị tôn thờ thượng đế và sáng hợp nhất với chính mình với tia sáng của thượng đế hợp nhất với ngài dạ. vậy thì ngay cả trong đời này mặc dù chưa ở trên thiên đàng nhưng quý vị sẽ hạnh phúc như thiên đàng như rất nhiều anh chị em đồng tu của quý vị những người gọi là đệ tử của tôi họ đều rất hạnh phúc dạ. bởi vì họ trải nghiệm nên họ biết họ luôn luôn cảm thấy ngày càng tốt hơn họ càng ngày cảm nhận nhiều hơn thiên đàng thượng đế luôn luôn Vâng, đúng vậy. Bởi vì họ thực hành phương pháp để hợp nhất với chính họ với thượng đế tánh. Dạ, sư phụ. Vậy thì tốt, tôi cũng đã đọc ở đâu đó rằng trong cách nào đó, chủ tịch tập của trách Putin. Dạ. Bởi vì cách ông ta làm không phải là tư bản, cũng không phải cộng sản, không là gì cả, chỉ khủng bố thôi. Dạ, đúng vậy. Dạ. Và điều đó gây tai tiếng xấu, rất xấu cho các quốc gia cộng sản dạ thật vậy nhiều người khác theo cộng sản hoặc những người thích chủ thuyết cộng sản nhìn vào những đàn anh đó như nga trung quốc vân vân thì bây giờ họ cảm thấy rất rất tệ dành tiếng xấu vâng chính xác đúng vậy ạ à. cho dù chủ nghĩa cộng sản tốt đến đâu thì cách mà putin làm đối với ukraine ukraine thực sự đã hạ thấp niềm tin cộng sản của người ta dạ đúng vậy kinh khủng kinh khủng Tôi không cần biết cộng sản hoặc không cộng sản, chỉ cần người dân hạnh phúc và bình an để tiếp tục cuộc sống bình thường, đơn giản khiêm tốn, đó là điều người dân mong muốn. Vâng, đúng vậy, như cách Putin làm, không chỉ với Ukraine, Ukraine bây giờ mà còn với nhiều quốc gia khác trước đó. Và dạ. và sau Ukraine, Ukraine sẽ có nhiều quốc gia hơn nữa bị quấy rối bị lạm dụng tình dục và bị tra tấn như ở Ukraine, Ukraine. Chỉ để ông ta có được vài mảnh đất, ông ta không thể để người ta yên và để họ cảm thấy an bình hoặc để họ có đất nước riêng của họ. Dạ, thưa sư phụ. Dường như có sự hung hãn như thế trong ông ta, có phẩm chất hiếu chiến bên trong. Ông ta không thể là một con người. Dạ, thưa sư phụ. Chỉ có thể là một ác quỷ bên trong đã xúi dục ông ta làm điều này thôi dạ chính xác tôi bảo rồi đó chỉ là một cơ thể bị ma quỷ nhập đó không phải là putin dạ phải bây giờ quý vị tin tôi hay không dạ tin thưa sư phụ chắc chắn ạ ông ta hoàn toàn là ác quỷ cho dù quý vị không thấy ác quỷ xung quanh hoặc bên trong ông ta nhưng thấy những hành động của ông ta thì quý vị có thể tin tôi rằng tôi sẽ không nói dối quý vị hoặc nói dối bất cứ ai dạ phải thật sự như thế và điều này làm tôi khổ quá chừng tôi cũng trở thành người không nhà như người vô gia cư ôi sư phụ ơi tôi phải liên tục thay đổi chỗ ở vì những lý do an ninh dạ ôi sư phụ bản thân tôi giờ cũng giống như người tị nạn mặc dù tôi không cần phải như thế ôi sư phụ tất cả nỗi lo sợ trên thế giới tất cả năng lượng áp bức này và năng lượng khiếp đảm đôi khi quá áp đảo ngay cả đối với tôi dạ. chỉ cảm thấy quá mạnh mẽ và nặng nề ôi sư phụ hãy tưởng tượng bản thân mọi người cũng cảm thấy như thế thì tôi cũng cảm thấy như họ thôi tôi cảm thấy y như họ ngoại trừ chẳng hạn tôi không ở ukraine ukraine và không nghe tiếng bơm nào hoặc chạy ẩn nấp bất cứ khi nào với tên lửa dội trên đầu hoặc gần bên họ hoặc tương tự như thế nhưng cảm giác của tôi cũng rất giống như cảm giác của họ thôi. Ôi chào ơi, dạ. Đài truyền hình Altruisa English đưa tin ngày 16 tháng 1 năm 2023. Khói cuồn cuộn bay từ đống đổ nát khi nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót ở thành phố Dnipro của Ukraine, Ukraine. Các đội cấp cứu đã làm việc suốt đêm trong bóng tối và lạnh giá sàng lọc qua những mảnh vụn của một khu chung cư đã bị phá hủy bởi tên lửa của Nga. Một số người còn sống và một số bị thương nặng đều được kéo ra. Trong số những người thiệt mạng, có một cô gái 15 tuổi. Các nhân viên cấp cứu đã cố gắng an ủi một phụ nữ đã mất con trai. Các người đã làm gì với con trai tôi, những kẻ hèn nhát? Tôi sẽ nguyền rủa các người mãi mãi. Hãy để cả thế giới nguyền rủa các người. Nhật báo Guardian News tại Anh Quốc đưa tin ngày 16 tháng 1 năm 2023. Tôi chỉ bị sốc. Không bao giờ nghĩ nó có thể bay vào nhà tôi. Tôi nghe thấy một tiếng nổ. Sau đó tôi đi ra ngoài, nhìn qua cửa sổ và thấy một đám khói khổng lồ. Tôi nghĩ nền nhà đã bị phá hủy. Sau nửa giờ tôi chuẩn bị xong, đi ra ngoài sân và thấy người ta gào thét. Trẻ em, phụ nữ, những người mẫu me đi lại xung quanh và cảnh sát ở khắp nơi. Đài truyền hình Al Jazeera English, đưa tin ngày 16 tháng 1 năm 2023. Cuộc tấn công tên lửa là một phần trong làn sóng tấn công của Nga trên khắp Ukraine hôm thứ bảy, mà các quan chức cho biết nhắm vào cơ sở hạ tầng điện lực. Tại một làng gần Kiev, một tên lửa đã rơi xuống gần nhà của ông này. Ở những nơi khác trong thủ đô, người dân tìm nơi trú ẩn sau hàng loạt vụ nổ trong khi các thành phố bao gồm Kharkiv và Lviv chìm trong bóng tối. Tôi vô cùng nhạy cảm. Tôi khóc vì sự thống khổ của người thân động vật và con người không thể tránh được. Dạ, sư phụ. Bởi vì tôi là họ. Dạ, thưa sư phụ. Tôi không cảm thấy sự tách biệt nào giữa tôi với bất cứ người nào, hoặc chúng sinh nào, hoặc cây cối, hoặc ngay cả hoa. Dạ. Thành ra tôi không hái hoa nữa và cũng không để người nào gọi là đệ tử của tôi, cúng dường hoa tươi cho tôi nữa. Dạ, thưa sư phụ. Dạ đúng. Dạ. Để trang hoàng, mình thậm chí có thể dùng hoa vải. Dạ. Và những rau củ mình ăn, chỉ nên ăn tối thiểu để sinh tồn thôi, để tiếp tục làm việc. Dạ đúng. Mỗi ngày trước khi ăn, tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho họ và tôi cầu nguyện cảm tạ thượng đế và tất cả ai liên quan tôi cảm tạ tất cả các vị minh sư đã ban cho tôi công đức để được ăn thực phẩm đó dạ sư phụ có gì khác mà quý vị đã nghiên cứu đã đọc không dạ có một vài tin khác đăng rằng cựu thủ tướng boris johnson đã được kêu gọi trở lại chức vị thủ tướng ồ vì lợi ích của anh quốc và người dân anh ồ tốt tin đó thật khích lệ đúng vậy đúng đúng ông thật đáng thương tôi không biết ông có muốn trở lại không nữa Tôi chỉ nhớ một trong các clip video mà họ chiếu cho công chúng về ông và cái gì đó gọi là tiệc sinh nhật. Dạ. Tôi thấy ông đứng ở một góc hơi xa những người của ông, hơi xa các nhân viên mà đã tổ chức tiệc cho ông. Ông đứng ở một góc với cái bát bằng nhựa hoặc là cái bát bằng giấy. Dạ đúng. Trong cái bát có miếng bánh. Ồ, dạ. Và ông cứ cầm như thế, vừa cầm vừa nói chuyện với các nhân viên. Tôi cảm thấy, trời ơi, Sao người ta có thể sa thải một người như thế này Chỉ có một bát nhựa đựng một miếng bánh Dạ Cho tới giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh đó Và tôi cảm thấy rất thương cho ông Ông quả thật là người khiêm nhường Dạ thưa sư phụ Tôi chẳng hề thấy có cử chỉ gì là kiêu hãnh Hoặc như người ham quyền lực trong hình ảnh đó Đối với tôi Dạ đúng vậy Trời ơi Tôi chỉ thấy ông quá khiêm nhường Ông nhận một miếng bánh trong bát dùng một lần bác nhỏ trong tay ông dạ đứng ở một góc nói chuyện với mọi người cảm ơn họ dạ vào thời xưa vị tể tướng là chỉ dưới vua một bậc thôi chà dạ trong những loại chế độ quân chủ thời xưa ông sẽ được thần dân trong cả nước tôn trọng hoặc ngưỡng mộ hoặc kính sợ dạ ôi chà chỉ đứng thứ nhì sau vua thôi và có quyền lực vô hạn khi mình là tể tướng thời xưa dạ đúng chứ không chỉ đứng ở một gốc cầm cái bát dùng một lần trong tay như thế và nói chuyện với đầu tóc rối bời này kia họ thậm chí chế nhạo tóc của ông nhưng tôi nghĩ có lẽ ông chỉ tự cắt tóc cho mình hoặc bảo ai đó cắt dùm hoặc làm tóc ngắn để ông có thể trở lại làm việc dạ tóc ngắn để dễ gội và chảy không cảm thấy như ông là người kiêu căng hoặc tham quyền lực hay bất cứ gì với địa vị thủ tướng dạ không hề có đúng vậy à Tôi không cảm thấy ông có chút ngã mạn nào. Dạ, sư phụ. Cho nên đây là một người xứng đáng làm thủ tướng. Dạ, thưa sư phụ. Tôi cảm thấy từ trường thiện lành từ ông. Quý vị không luôn thấy như thế từ các nhà lãnh đạo khác. Tôi không muốn nói tên họ ra. Dạ. Đối với các nhà lãnh đạo khác thì rất khó. Rất khó để tìm thấy một người với quyền lực lớn lao mà vẫn có từ trường tốt, hào quang và năng lượng thiện lành. Dạ, thưa sư phụ. Dạ đúng vậy. Nên mỗi khi tôi nhớ lại hình ảnh ông đứng ở một góc tay cầm cái bát nhỏ dù một lần với miếng bánh trong đó, thì tôi cảm thấy rất thương, rất tội. Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng thèm quay trở lại địa vị cũ. Dạ. Nhưng như tôi đã nói với quý vị trước đây, tôi nghĩ ông nên tại vị trước khi ông từ chức. Dạ. Tôi nói ông nên tại vị vì lợi ích quốc gia. Bất kể công việc đó khó tới đầu, nhưng họ muốn ông đi xa thì ông đi ra và giờ họ khẩn thiết muốn ông quay trở lại nhưng tôi không biết ông có thể hoặc ông sẽ hoặc ông có muốn không dạ đúng nhưng dù thế nào chúc anh quốc may mắn và chúc ông may mắn trong bất cứ gì ông muốn làm dạ thưa sư phụ tôi chỉ có thể nói thế thôi dạ sư phụ xin cảm ơn sư phụ nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh ông đứng ở một góc cầm một cái bát nhỏ dùng một lần đựng miếng bánh sinh nhật và nói chuyện tươi cười với nhân viên. Dạ. Ông ở đó chỉ một vài phút với họ, cảm ơn họ và cảm kích lòng tốt của họ đã nhớ ngày sinh nhật của ông. Tôi không chắc ông có nhớ sinh nhật mình ngày hôm đó không, chứ đừng nói chi bảo họ tổ chức tiệc tùng cho ông. Không đâu, tôi không nghĩ bình thường ông muốn bữa tiệc đó hoặc bận tâm có tiệc hay bất cứ gì. Dạ đúng. Tôi có thể tin rằng ông cũng không nhớ ngày sinh nhật của mình bởi vì quá bận rộn. Dạ vâng. Ông Boris Johnson có trở lại làm thủ tướng hay không? Đó là tùy vào đảng của ông và công dân Anh quốc. Dạ đúng vậy. Hoặc tùy vào nghiệp của họ, không biết họ có đủ tốt để ông trở lại hay không. Dạ đúng vậy. Họ mất mát, chứ ông không mất. Dạ chính xác. Ông thậm chí không cần làm thủ tướng để sống sung sướng. Dạ. Người ta còn tặng nhà cho ông ở và tặng tiền cho đảng của ông, tặng cho ông sống thoải mái chỉ trong 6 tuần thôi sau khi rời văn phòng ở số 10 phố Downing. Dạ. Ông chỉ có, tôi nghĩ có lẽ, 4 bài diễn văn. Thế mà ông kiếm một triệu bản anh. Ôi chà Thậm chí không cần, người ta vẫn tôn trọng ông. Dạ. Và vẫn gọi ông, cần ông, hoặc giúp ông theo nhiều cách khác nhau. Dạ. Ông không cần phải làm thủ tướng để sinh tồn. Ý tôi nói là thế. Dạ đúng, thật vậy. Chương trình Good Morning Britain tại Anh Quốc đưa tin ngày 19 tháng 10 năm 2022. Bà Susanna Reid dẫn chương trình truyền hình nhà báo tại Anh quốc. Bản kiến nghị được khởi xướng bởi trang web Conservative Post để mời Boris Johnson về số 10 phố Downing đã nhận được 10.000 chữ ký. Ông Richard Manley dẫn chương trình truyền hình tác giả và nhà báo tại Anh quốc và một số nghệ sĩ của Richard kể cả cựu bộ trưởng văn hóa Nidin Doris, nói rằng họ thật sự, thật sự, thật sự muốn ông trở lại. Tham gia với chúng tôi bây giờ để thảo luận là cựu MEP, thành viên của Nghị viện châu Âu thuộc Đảng Bảo thủ, David Campbell Bannerman, nghĩ rằng Boris là thể thể đáng tin cậy duy nhất. David Campbell Bannerman, cựu thành viên Nghị viện châu Âu thuộc Đảng Bảo thủ Anh Quốc. Boris đã hoàn tất Brexit, ông vẫn rất nổi tiếng giữa các thành viên 2 phần 3 số thành viên sẽ ủng hộ ông trở lại và tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy công chúng vẫn thích Boris. Tôi nghĩ ông là tài sản lớn cho đảng bảo thủ. Vẫn còn số lượng khổng lồ ủng hộ ông. Ông đã thắng đa số với 80 ghế, lớn nhất kể từ năm 1987. Ông tiếp xúc với công chúng, không ai khác tiếp xúc với công chúng. Ông thậm chí có biết là Boris có muốn trở lại không? Ý tôi là tất cả những gì chúng ta nghe thấy kiểu đằng sau hậu trường là ông muốn ở lại Hoa Kỳ. À, ông sống rất thoải mái. Ông đã kiếm được tiền gấp đôi mức lương thủ tướng của mình trong một bài phát biểu dài nửa tiếng, hiển nhiên là ở Hoa Kỳ. Thế tại sao ông còn muốn trở lại ngôi nhà dễ thương này? À, bởi vì ông muốn phục vụ. Tôi nghĩ Boris muốn phục vụ. Đài truyền hình GB News tại Anh Quốc đưa tin ngày 11 tháng 1 năm 2023 The Right Honorable Lord Stephen Greenhalgh, thành viên Quốc hội Vương quốc Anh. Tôi nghĩ ông là lựa chọn tốt nhất, nhưng Boris, ông cần được thuyết phục trở lại. Ông không yêu cầu được đưa trở lại số 10, phố Downing. Chúng ta cần khuyến khích ông làm điều đó. Boris là một người thắng phiếu cử tri, người rất sôi nổi và không ai có thể thắng chức thị trường vào năm 2012. Và tôi đã phục vụ nhiệm kỳ thứ hai, không ai có thể đánh bại Ken Livingstone vào thời điểm đó với các cuộc thăm dò khi họ ở cấp quốc gia ngoại trừ Boris. Ông là một chính trị gia nổi bật. Không ai có thể giành được 80 ghế. Một đa số khổng lồ 80 ghế ngoài Boris. Chúng ta nói rằng nếu sử dụng phép loại suy về quyền Anh thì ông là người đảm bảo ủy nhiệm đó. Đây là một người có lực lượng cho thiện lành mà sẽ mang lại quyền lực thực sự và ảnh hưởng phiếu cử tri. Cho nên, tùy ông có muốn trở lại phố Downing hay không, nhưng tôi bảo quý vị rồi chỗ đó họ phải nên đổi địa chỉ dạ nhưng có lẽ quá bất tiện để dọn đi vì đã quá quen với nơi đó rồi nên không dễ để di chuyển văn phòng với bao nhiêu nhân viên tôi đoán vậy dạ nhưng tại sao không nếu tốt cho quốc gia họ phải nên di chuyển đúng vậy ạ à. tôi bảo quý vị rồi có đường địa ngục trong đó dạ sư phụ có nói và khi nào nghiệp nặng từ thế giới hoặc từ quốc gia, hoặc từ môi trường xung quanh, thì ác quỷ được phép mở cổng đó của đường địa ngục và đi lên gây rắc rối. Dù không có rắc rối nào, chúng có thể mang tới rắc rối. Ôi chao ơi! Nếu không, thì làm sao một thủ tướng lại bị sa thải chỉ vì ăn một miếng bánh? Dạ. Một miếng bánh sinh nhật. Dạ, đúng vậy. Thậm chí vào thời điểm phong tỏa, tất cả họ làm việc chung với nhau trong cùng một văn phòng. Dạ, không phải như phong tỏa hoàn toàn như cách mà mình phải bị phong tỏa. Ngày nay khắp nơi dù sao cũng đâu còn phong tỏa gì nữa nên họ, ông và nhân viên thật sự không làm gì sai hết. Dạ. Nhưng ông bị sa thải chỉ vì chuyện đó và có lẽ vài vấn đề nho nhỏ khác ở đâu đó mà cũng không phải lỗi của ông. Dạ đúng vậy. Không phải lỗi ai hết. Dạ, thưa sư phụ. Đôi khi đời sống có một vài lỗi lầm nho nhỏ đây đó và vài hoàn cảnh không thích hợp nhưng ông không hại ai hết ông không giết ai hết dạ chính xác ông không hối lộ hoặc tham nhũng không có gì như thế dạ chỉ một vài thứ chuyện vụn vặt cho nên nếu quý vị không tin tôi rằng phố downing có đường địa ngục thì giờ quý vị phải nên tin dạ đúng vậy có lý ạ à. một vị thủ tướng bị sa thải và nhiều người từ chức chỉ vì miếng bánh sinh nhật trời ơi không có tình nhân đạo cho các quan chức chính phủ hay sao vậy? Dạ đúng. Ôi, kinh khủng. Trời ơi, sinh nhật của ông chỉ có một lần mỗi năm. Và ông là thủ tướng của Đại Anh Quốc. Dạ. Thế thì quốc gia đó ủng hộ loại tự do gì vậy? Dạ, thật vậy. Có lẽ ông tệ thì phạt ông cũng được, phạt vài ngàn bản anh hoặc gì đó. Dạ. Chứ không thể cứ sa thải thủ tướng bởi vì ông ăn miếng bánh bởi vì một vài người tạo ngạc nhiên cho ông với bánh sinh nhật một lần trong năm. Ôi trời ơi! Dạ. Dù sao thật là phi lý. Dạ đúng, hoàn toàn vô lý. Không ai có thể tin điều đó, họ kiếm nhiều cớ khác. Như một nhân viên của ông có lẽ là người đồng tính và sờ vào ai đó hoặc gì đó. Trời ơi, mình là người lớn mà. Chào ơi, mình có thể bảo người đó tránh xa mình ra. Dạ, có thể làm vậy. Nói, "Này, đừng đụng mông tôi. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Không được phép, không được phép sờ mông tôi." Chánh ra, "Chánh ra ông ơi, có ích lợi gì? Để làm gì cơ chứ? Sa thải thủ tướng chỉ vì liên quan đến điều đó." Dạ, chính xác. Ông đâu có đụng quý vị đâu, thậm chí ông còn không thấy. Dạ. Bất cứ tội phạm nào cũng phải có bằng chứng để phán xét tại tòa chứ. Dạ đúng vậy. Dạ mà tất cả đều là người lớn là người quan trọng thậm chí có thể bảo người kia tránh ra hoặc nếu quá tức giận thì đập vào tay người đó bất cứ bàn tay nào đụng vào mình thì đập vào bàn tay đó trời ơi ôi chao ơi đâu phải như họ là mấy đứa trẻ hay, hoặc năm tuổi ở mẫu giáo hoặc tương tự dạ đúng chuyện nhỏ như vậy mà họ xé ra to như thế dạ còn gì khác nữa không dạ còn một điều khác có đang ở đâu đó rằng con người không nên ôm người thân chó. Đây là điều nhạy cảm, dĩ nhiên, dĩ nhiên ai cũng ôm người thân chó của họ khi họ thương bạn chó. Dạ. Khi họ đi làm về, họ cảm thấy cần tình thương, họ cần sự chào đón của các bạn chó, điều đó như bản năng thôi. Dạ chính xác. Nhưng có điều là người ta đã làm nghiên cứu nào đó và tìm thấy rằng nhiều vi khuẩn E. coli và đủ loại khác vẫn dính trong bàn chân của bạn chó đi vào trong nhà. Ôi chào ơi. Bởi vì bàn chân của bạn chó có khe giữa các ngón. Dạ đúng vậy. Và nếu các bạn chó đi trên đường, đi ra ngoài, làm phận sự của họ, thì đôi khi họ dẫm lên chính phân nước tiểu của họ, hoặc phân nước tiểu của người thân chó khác. Ồ. Và người thân chó khác có thể bị bệnh và có loại vi trùng gì đó với họ. Người ta phát hiện ra rất nhiều, rất nhiều vi trùng, vi khuẩn ở bàn chân của người thân chó. Đài truyền hình Inside Edition tại Hoa Kỳ đưa tin ngày 16 tháng 9 năm 2017, Lisa Guerrero, nhà báo, nữ diễn viên, tác giả, nghệ sĩ và người mẫu từng đoạt giải thưởng phóng viên điều tra chính của Inside Edition Hoa Kỳ đã có kết quả Dirty Dog Paul, chân chó bẩn, đã đến lúc tiết lộ chi tiết. Kevin, chú chó tha mồi của cô, có 10 loại vi khuẩn khác nhau và hai loại nấm. Shashi, cô chó xù của cô, có 6 loại vi khuẩn khác nhau và một loại nấm. Và Charlie, chú chó xù, có 8 loại vi khuẩn và một loại nấm. Và đón coi, tất cả những bạn chó của cô đều có vi khuẩn E. coli. Bà Leia Glaserman, người chăm sóc, người thân chó, Hoa Kỳ. Ôi trời ơi, họ ngủ cạnh tôi đêm qua. Đài truyền hình Inside Edition tại Hoa Kỳ, đưa tin ngày 16 tháng 9 năm 2017 chúng tôi cũng phải báo tin cho sauna biết đối với scotty anh chàng này chúng tôi đã tìm thấy bảy loại vi khuẩn khác nhau và một loại nấm kể cả một loại vi trùng thật nguy hiểm có thể gây viêm phổi viêm màng não bà sonna wallace người chăm sóc người thân chó hoa kỳ ôi thôi và nhiễm trùng đường tiết niệu ôi không tốt điều đó không tốt không tốt chút nào ồ oh, và còn tệ hơn nữa Angel nhỏ đáng yêu đây, khuôn mặt nhỏ đáng yêu này, Angel nhỏ đáng yêu này. Rồi nói tôi biết, nói tôi biết. Có sáu loại vi khuẩn khác nhau, kể cả vi khuẩn E. coli. Đồng thời, người thân chó thực sự cũng không thích được ôm. Các bạn chó của tôi nói với tôi như thế. Ồ, vậy ạ. À. Ôi chao. Họ cũng nói với một số người biết giao tiếp với chó rằng họ thật sự không thích ôm. Đa số các bạn chó không thích ôm vì họ khác với con người. Ôi chà nhưng ngay cả con người cũng không nhiều người thích ôm. Dạ, cũng thật vậy. Nếu quý vị ôm bạn chó của mình, à vậy thì quý vị phải trả giá cho các hậu quả. Nếu không thì cố gắng rửa sạch cho họ, rửa chân của họ bằng nước ấm và lau khô trước khi họ bước vào trong nhà và lau với dung dịch giấm như tỷ lệ 40 trên 60, 40 phần trăm giấm, 60 phần trăm nước và lau nơi các người thân chó đi bên trong cửa nhà trước khi lau cho họ thì lau khắp hết đi sau đó rửa chân của bạn chó với nước ấm và lau chân với dung dịch giấm hoặc lau chân với giấy ướt dùng cho em bé nhưng quý vị vẫn cần lau với nước ấm sau đó nếu chân bạn chó bị ướt hoặc nếu quý vị lau chân họ bằng khăn ướt lau em bé hoặc gì đó quý vị phải lau lần nữa sau đó bằng nước ấm nếu không thì tôi không biết các hóa chất từ khăn ướt này có tốt cho các bạn chó hay không tôi nghĩ là không tốt cho nên chỉ lau với dung dịch giấm và rửa chân họ bằng nước ấm. Nếu không thể để bạn chó ngủ một mình và quý vị thích ngủ với họ thì quý vị phải lau rửa như thế. Ngược lại, các bạn chó không thích được ôm ấp. Dạ đúng. Bản chất của họ là phải luôn luôn canh chừng, bản chất của họ là lo lắng, họ canh chừng cho chính họ. Họ không thích bị nhốt, thậm chí trong vòng tay ôm ấm áp, họ cảm thấy bị giới hạn và rồi họ muốn chạy. Ừ. Và nếu họ phải kiềm chế không chạy với lo lắng bên trong người họ, thì sau một thời gian họ bị bệnh. Ôi chao ơi! Họ cảm thấy đau nhức trong xương khớp và không khỏe, trong cấu trúc tinh thần của họ, trong cảm giác tinh thần hằng ngày của họ. Ôi chao, dạ hiểu! Có lẽ một số người thân chó quen được ôm, nhưng tôi không chắc tất cả các bạn chó có giống nhau hay không. Dạ hiểu sư phụ, xin cảm ơn sư phụ. Kênh youtube Zuland ngày 9 tháng 6 năm 2018. Các khoa học gia cho thấy rằng các bọn chó không muốn được ôm, dù đó là thiện ý của chúng ta. Các chuyên gia Kennen Club đã nói lên ý kiến của họ về vấn đề này. Họ tin rằng cư xử như thể thú cưng là trẻ em là không phù hợp, bởi vì không giống như trẻ em, các bạn chó không thích được ôm. Caroline Kisco thuộc Kennen Club giải thích, chó cưng thường được coi là thành viên gia đình, tuy nhiên họ không phải là con người và do đó có thể phản ứng khác đối với một số tương tác nào đó chẳng hạn như ôm nhà nghiên cứu cấp cao về hành vi của chó claire matthews cho biết một cái ôm có thể là chào đón xã giao bình thường đối với con người nhưng đó không phải dành cho chó các tín hiệu căng thẳng vi tế có thể không được nhận ra khi quý vị ôm thú cưng của mình và điều này có thể dẫn đến phản ứng tiêu cực nên đây là về việc nhận biết khi nào chó cưng của quý vị không thoải mái. Tiến sĩ Stanley Coren thậm chí đi xa hơn khi nghiên cứu về các bạn chó và phản ứng của họ khi được ôm. Chuyên môn của ông đến từ việc là chuyên gia về hành vi của chó và là giáo sư tâm lý học tại Đại học British Columbia. Ông đã xem 250 hình chụp của những chú chó được ôm và phản ứng của họ để đưa ra kết luận. 8 trong 10 thú cưng này có dấu hiệu căng thẳng, cho thấy rằng họ không thích hoặc sợ bị ôm. Những dấu hiệu này bao gồm tay cụp hoặc cụp vào trong, tròng trắng mắt lộ ra, đầu quay đi để tránh giao tiếp bằng mắt, liếm quá nhiều, ngáp hoặc dơ lên một chân. Kênh YouTube Học viện Bright Dog Dog Training ngày 1 tháng 5 năm 2016 Alex Antoniazzi, nhà sáng lập huấn luyện chó nghiệp vụ của Học viện Brighton, Hoa Kỳ. Nếu tôi vòng tay qua bạn chó của mình và bắt đầu ôm chú, tôi thấy chú liếm môi, tôi thấy chú lùi ra xa, tôi thấy chú ngáp, tôi thấy chú quay mặt đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt của tôi. Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn chó của tôi đang nói, còn không thích những gì đang diễn ra. Đó có nghĩa là bạn chó của tôi không thích được ôm và điều đó khiến chú căng thẳng. Tôi ôm chú và bây giờ hãy xem điều gì xảy ra. Chú gầm gừ, Dấu hiệu cảnh báo rất rõ Chú nói với tôi rất rõ ràng Là chú không thích những gì tôi đang làm Tôi sẽ ôm chú một lần nữa Chú gầm gừ Chú đang nói với tôi Con không thích những gì cha đang làm Và chú ngáp Chú liếm môi Về mặt kỹ thuật Chó được cấu tạo để chạy nhanh Điều đó có nghĩa là Trong những lúc căng thẳng hay bị đe dọa Tuyến phòng thủ đầu tiên mà chó sử dụng Không phải là răng Mà là khả năng chạy trốn của chú Sau đó ông nói thêm những nhà nghiên cứu hành vi tin rằng việc tước đi hành động đó của chó bằng cách ôm chú bất động có thể làm tăng mức căng thẳng của chú và nếu sự lo lắng của chó trở nên mãnh liệt chú có thể cắn lời khuyên của tiến sĩ koren hãy để dành những cái ôm cho người yêu và người thân trong gia đình hai chân của mình ngoài ra ông cũng giải thích theo quan điểm của loài chó rõ ràng sẽ tốt hơn nếu quý vị thể hiện tình cảm với thú cưng của mình bằng một cái vỗ nhẹ một lời nói tử tế hoặc có thể là một đồ ăn vặt. Tôi có một bạn chó, chó nhỏ, tôi có nhiều bạn chó. Dạ. Nhưng có một vài bạn chó nhỏ, tôi không thể cưỡng được, cứ thích ôm họ trong vòng tay và vác họ lên vai, nhưng họ luôn luôn muốn chạy ra. Ừ, chạy đi như sáng đấu tranh để thoát khỏi vòng tay ôm. Dạ. Mặc dù tôi đã nuôi họ từ khi họ còn nhỏ, từ khi họ mới khoảng vài tháng thôi. Ôi chà. Dạ. Đôi khi họ nhẫn nại một lúc, nhưng tôi cảm thấy họ đấu tranh. Ôi chào. Nên tôi cũng không ôm họ nhiều lắm, dù có ôm cũng chỉ ngắn như một giây. Dạ. Chỉ bùm, một cái ôm nhanh và rồi hôn lên trán Chào, kiểu như thế đó. Dạ. Nhưng những người gọi là chủ của họ phải cảm nhận được cảm giác của bạn chó thế nào, thích hay là không thích gì. Nếu mấy người chủ cần ôm thì ôm thật nhanh. Dạ vâng, thưa sư phụ ôm ngắn hơn một giây chà chỉ thật nhanh lẹ rất nhanh rồi để họ tự do nếu không thì quá căng thẳng nhưng không cần phải luôn luôn ôm họ mình có thể chỉ ngồi gần bên và sờ vào cổ họ gãy cổ họ hoặc xoa bụng họ chà. hoặc chỉ nói chào và ta thương con và ta mừng được gặp con con đẹp quá hoặc con đẹp trai quá con làm ta cảm thấy hạnh phúc cảm ơn con hiện diện trong đời ta Cảm ơn con là bạn của ta. Cảm ơn con thương ta. Cảm ơn con tin cậy ta. Đó là những điều tôi nói với các bạn chó của tôi. Luôn luôn, bất cứ khi nào tôi gặp họ. Hay quá! Người thân chó con được cứu từ ngày Thanh Hải Vô Tượng Sư Từ Bi, tuần Chay, tháng 7 năm 2018. Đoạn phim do Ngài Thanh Hải Vô Tượng Sư ghi lại. Ta thương con. Con là con gái ngoan. Con gái ngoan là con đó. Con gái xinh đẹp là con, thương con. Quý vị không cần phải ép buộc họ để ôm ấp hoặc phải chịu đựng kiểu ôm siết chặt như rắn hổ mang của quý vị. Giới hạn quá, bởi vì họ nhỏ hơn quý vị và khi mình ôm họ, mình che phủ họ khắp nơi. Dạ, thật vậy. Mặt họ và mọi thứ sẽ bị che phủ và có thể làm họ có cảm giác ngột ngạt. Dạ, đúng. Bản năng của họ là tự nhiên, tự do. Dạ, thưa sư phụ chỉ vì họ thương mình nên họ muốn ở lại với mình, nhưng hãy có đôi chút tôn trọng cho không gian tự do của họ. Dạ, thưa sư phụ, nếu người thằng chó muốn ôm quý vị thì quý vị có thể ôm họ, nhưng nếu họ không muốn thì cứ để họ yên và thương họ thôi. Tình thương không phải luôn là về mặt thể chất. Dạ, thật vậy. Chúng con xin kim cung tri ân sự tận tâm và nỗ lực yêu thương của sư phụ từ bi để giúp đỡ thế giới trong những thời điểm khó khăn hiện nay sự đồng cảm bao la của ngài đối với mọi chúng sinh đã làm chúng con cảm động sâu xa và giúp khai sáng chúng con chúng con xin cầu nguyện rằng việc lan tỏa hòa bình và nhân từ sẽ biến đổi tình trạng yếu đuối của nhân loại nhanh nhất có thể nhắc chúng con nhớ tới mục đích chân chính của mình tôn thờ và tìm sự đồng nhất với thượng đế chúng ta cũng hãy ủng hộ những người tài đức vẹn toàn trong cương vị lãnh đạo để họ hoàn thành đóng góp quan trọng của họ trong việc đấu tranh cho sự sống hòa hợp hơn. Cầu mong sư phụ dũng cảm, luôn khỏe mạnh và an toàn trong bầu không khí thanh bình với sự bảo vệ của tất cả các vị thiên đế thiên liêng. Để nghe thêm về đời sống thường nhật của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Thuần Chay và để tìm hiểu những hậu quả nào dành cho những ai vu oan giáo họa một người tu hành vô tội xin mời quý vị đón xem vào thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2023 trong tiết mục giữa thầy và trò cho chương trình phát sóng toàn bộ của cuộc điện đàm này ngoài ra để tham khảo thêm mời quý vị xem các buổi hội thảo giữa thầy và trò liên quan trước đó chẳng hạn như tịnh hóa chính mình và tôn thờ duy nhất Thượng Đế. Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta tha thứ cho người khác. kiên đàng giúp những người đi trên con đường thuần chay nhân từ. Vương quốc Anh phải tuân thủ luật của họ và bảo vệ người thân động vật như những chúng sinh có tri giác, lời kêu gọi cuối cùng và thành tâm sám hối, vân vân. Để xem các buổi hội thảo giữa thầy và trò liên quan và hơn thế nữa, Tất cả đều có thể tải miễn phí. Xin vui lòng truy cập suprememastertv.com và tìm kiếm đi về hướng hòa bình.